Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu có 300 triệu thì nên mua đồng hồ gì. Với 300 triệu, chúng ta có thể chọn rất nhiều đồng hồ với nhiều thiết kế khác nhau, từ thể thao cho tới cổ điển. Mỗi thiết kế lại có một điểm mạnh, điểm yếu riêng. Điều này khiến cho người chơi phải phân vân rất nhiều. Trong bài viết này, Gia Bảo Luxury sẽ đưa ra một vài gợi ý giúp các bạn có thể chọn một thiết kế phù hợp nhất với sở thích trong tầm giá 300 triệu. Ở Việt Nam, nếu nói tới đồng hồ đeo tay, cái tên đầu tiên xuất hiện hẳn phải là Rolex. Rolex là cái tên nổi tiếng nhất, dễ nhận biết nhất và cũng có khả năng thanh khoản tốt nhất. Vì vậy, Gia Bảo Luxury sẽ lấy Rolex làm trung tâm và các thiết kế của thương hiệu khác sẽ được so sánh với Rolex. Vậy với 300 triệu, chúng ta có thể mua được những thiết kế Rolex nào? Với tầm giá hiện tại, chúng ta có thể mua được phần lớn các mẫu Desert Rosso vĩnh khía, các mẫu sport nổi tiếng như Submariner hay Explorer, Mil Gold. Với 300 triệu, chúng ta cũng có thể chọn các thiết kế vàng khối, dây da trong dòng Cellini. Về cơ bản, lựa chọn rất đa dạng. Vậy đối thủ của Rolex trong phân khúc này là ai? Để phân định rõ, trước hết bạn cần chọn thiết kế bạn thích, đồng hồ thể thao hay thanh lịch, dây kim loại hay dây da. Đồng hồ thể thao. Với tầm giá 300 triệu, chúng ta có thể lựa chọn nhiều mẫu Rolex Sport, nhưng nổi tiếng nhất và phù hợp nhất vẫn sẽ là Submariner No Date 114060. Nếu bạn muốn sở hữu phiên bản Submariner Date 116610, bạn sẽ phải đầu tư thêm tầm 20 đến 30 triệu tùy thời điểm. Đặc biệt trong thời điểm này, khi Rolex vừa giới thiệu những mẫu Submariner mới với bộ máy caliber 3235, giá những chiếc Submariner phiên bản cũ chắc chắn sẽ có biến động. Vậy đối thủ của Rolex trong phân khúc này là gì? Cái tên sáng giá nhất chắc chắn phải là Hublot. Mặc dù ra đời sau, nhưng với chiến lược marketing thông minh, Hublot hiện tại đang là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam. Chiếc đồng hồ chúng tôi muốn đem so sánh chính là mẫu Hublot Big Bang Unico Titanium Ceramic 42mm mang mã hiệu 441.nm.1170.oi. Mỗi thiết kế đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng, vậy nên tôi sẽ đi theo từng hạng mục cụ thể như thiết kế, bộ máy, thương hiệu và cả khả năng thanh khoản. Thiết kế. Về bộ vỏ, chiếc Hublot nhỉnh hơn Rolex một chút về kích thước. Tuy nhiên, khi đeo đồng hồ thể thao, người ta thường đeo đồng hồ lớn, vì vậy 42mm vẫn hoàn toàn phù hợp. Về chất liệu, một bên được làm từ titanium, còn một bên làm từ thép 914L. Trên lý thuyết thì titanium có trọng lượng nhẹ hơn so với thép, nhưng trên thực tế thì không có quá nhiều khác biệt. Khác biệt về trọng lượng và cảm nhận lên tay phần lớn đến từ bộ dây, chi tiết này sẽ tùy cảm nhận và sở thích của mỗi người. Cá nhân tôi thích bộ dây cao su của Hublot do thiết kế này đem lại vẻ khỏe khoắn và năng động hơn. Không chỉ thế, với cơ chế one click, việc thay dây cũng rất dễ dàng và nhanh chóng. Bộ dây thép của Rolex Submariner sẽ đem lại cảm giác chắc chắn, đầm tay hơn so với dây cao su. Không chỉ vậy, cơ chế Glidelock cũng sẽ giúp người dùng điều chỉnh nhanh độ dài dây cho phù hợp, nên chúng ta cũng không sợ gặp tình trạng lắp một mắt thì rộng nhưng cắt một mắt thì lại chật. Tất nhiên, người dùng vẫn có thể thay dây thép bằng dây cao su rubber bead chuyên dụng, nhưng điều này cũng cần tháo vít, mở chốt hơi lằng nhằng một chút. Thiết kế vỏ của mỗi thương hiệu đều có một điểm mạnh riêng và điều này sẽ tùy vào cảm nhận và sở thích của mỗi người. Tôi sẽ không phân tích sâu về vấn đề này mà để lại một số bức ảnh để người chơi có thể tự chọn. Về mặt số, chiếc Submariner có mặt đen sơn mài đơn giản và thực tế. Trong khi đó, mặt số chiếc Hublot Big Bang Unico thì thiết kế bộ máy theo phong cách skeleton. Với mặt số đen kèm bộ kim và cọc số trắng, việc quan sát giờ trên chiếc Rolex Submariner dễ dàng hơn rất nhiều. Trong khi đó, việc có quá nhiều chi tiết sẽ khiến mặt số chiếc Hublot Big Bang Unico khó quan sát hơn. Và để nhận xét thật lòng, với mức giá 300 triệu, mặt số skeleton sẽ không thể khiến bạn ồ lên kinh ngạc được. Vì vậy, tôi nghiêng hơn về mặt số đơn giản của Rolex. Bộ máy. Lý do tôi chọn chiếc Big Bang Unico Titanium cũng một phần vì bộ máy in-house H1280. Có lẽ bạn cũng đã biết, những chiếc Big Bang hay Classic Fusion tầm thấp sẽ sử dụng máy ETA với độ hoàn thiện không quá ấn tượng. Caliber H1280 được nâng thêm một bậc với thiết kế skeleton đặc biệt hơn cùng với những chi tiết máy được trau chuốt hơn. Submariner thì vẫn đi theo truyền thống của Rolex, không lộ máy. Vì thế, nếu người dùng thích quan sát bộ máy cơ học chuyển động, phần đông sẽ không chọn Rolex. Bù lại, độ ổn định và độ chính xác của máy Rolex không ai có thể phủ nhận. Với chuẩn chất lượng Superlative Chronometer độc quyền, Rolex có thể tự tin mình nằm trong top đầu các thương hiệu sản xuất máy đồng hồ chính xác. Về thông số kỹ thuật, caliber H1280 trội hơn một chút so với caliber 3135 về thời lượng cót và tính năng chronograph.
phiên bản mới của Submariner với bộ máy Calibre 3235 sẽ giải quyết được vấn đề thời lượng cót. Nhưng chúng ta đang nói về phiên bản cũ và điều này cũng cần nhắc tới. Chronograph của Hublot hoạt động mượt mà, bấm nút êm và đem lại trải nghiệm rất tốt. Thương hiệu và khả năng thanh khoản. Về thương hiệu, cả hai cái tên Rolex và Hublot đều rất nổi tiếng ở Việt Nam, độ nhận diện cũng rất cao. Đồng hồ không chỉ là công cụ mà còn là món phụ kiện thể hiện đẳng cấp của người đeo. Và tôi có thể chắc chắn rằng cả hai cái tên ở trên đều có thể đáp ứng tốt nhiệm vụ thể hiện đẳng cấp đó. Ở khả năng thanh khoản, Hublot sẽ kém hơn một chút so với Rolex. Nói gì thì nói, Rolex từ lâu đã là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng nhất và Submariner lại là một trong những bộ sưu tập thành công nhất của họ. Vì thế, việc giao dịch một chiếc Submariner sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với một chiếc Hublot Big Bang. Độ giữ giá của Rolex cũng tốt hơn, vì vậy nếu bạn xác định sẽ đổi đồng hồ trong tương lai thì nên chọn Rolex. Đồng hồ công sở. Với lựa chọn đồng hồ The Red Swatch trong tầm giá 300 triệu, chúng ta có Desert hoặc Cellini của Rolex. Cả hai thiết kế đều rất đẹp và tùy theo sở thích đeo dây da hay dây kim loại, người dùng có thể chọn ra thiết kế phù hợp với mình. Tuy nhiên, để đưa ra so sánh, tôi sẽ chọn mẫu Desert vì đây là một sưu tập biểu tượng của Rolex. Đối thủ của Rolex trong tầm giá này là ai? Lần này, Gia Bảo sẽ chọn một thương hiệu đồng hồ độc lập, Edmonds & Cie. Đây là một thiết kế rất ấn tượng và đẹp mắt nhưng lại không được nhiều người biết tới ở Việt Nam. Vì lý do này nên tôi sẽ so sánh luôn về khả năng thanh khoản của chiếc đồng hồ. Như các bạn cũng đã biết, Rolex thì đã quá nổi tiếng và khả năng thanh khoản cũng rất tốt. Ngược lại, Edmonds & Cie thì không được như vậy. Do đó, nếu bạn là người thích thay đổi đồng hồ liên tục, việc chọn Rolex là điều đúng đắn và sáng suốt hơn. Nếu không còn lăn tăn về khả năng thanh khoản, mời bạn tiếp tục tìm hiểu thêm về hai mẫu đồng hồ. Thiết kế. Trong bài viết này, tôi sẽ lấy ví dụ cụ thể hai mẫu đồng hồ Rolex Desert 36, 126, 233 và Edmonds & Cie Venture Small Second 23270401. Đây là hai thiết kế cơ bản mang đặc trưng của từng thương hiệu và tất nhiên cả hai đều có mức giá dưới 300 triệu. Mẫu Desert 36, 126, 233 sở hữu thiết kế biểu tượng và không có quá nhiều thay đổi kể từ lúc được giới thiệu hơn 70 năm trước. Chúng ta vẫn có kích thước 36mm cổ điển, vỏ Oyster, vành khía, dây Jubilee. Tất nhiên, theo thời gian thì Rolex có đưa ra nhiều cải tiến, nhưng về cơ bản tổng thể vẫn giữ nguyên. Để đáp ứng nhu cầu chung, Rolex cũng có thêm dòng Desert 41 cho người có cổ tay to hơn. Mức giá của dòng Desert 41 có nhỉnh hơn Desert 36 một chút, nhưng cũng không quá đáng kể. Và với tầm giá này thì người chơi cũng nên đầu tư thêm một chút nếu cần để sở hữu mẫu đồng hồ phù hợp nhất. Với chiếc Edmonds & Cie Venture, chúng ta có bộ vỏ vàng nguyên khối với đường kính 39mm, đi kèm với đó là dây da cá sấu và khóa cài vàng hồng. Thiết kế vỏ đồng hồ cổ điển với vành bezel mảnh, được đánh bóng toàn bộ và cả hai mặt trước sau đều làm từ kính sapphire chống xước. Với sản lượng hơn 1 triệu chiếc đồng hồ mỗi năm, việc Rolex hoàn thiện mặt số thủ công là điều khó xảy ra. Tuy nhiên, với quy trình sản xuất nghiêm ngặt, việc tồn tại lỗi trên mặt số là điều không thể với Rolex. Từng bộ kim, cọc số đều được đặt chuẩn chỉ và chính xác, không một sự sai lệch nào được phép xuất hiện. Mặt số phun của chiếc Edmonds & Cie được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Rolex cả về tính thẩm mỹ và độ tinh xảo. Trên nền mặt số hoàn thiện trải tia, người ta phải sơn thêm 400 lớp để tạo ra thiết kế chuyển sắc nhẹ nhàng tự làn khói. Một số chiếc Rolex cũng có mặt số phun, nhưng nói một cách công tâm thì mặt số phun của Rolex vẫn chưa thực sự tới đủ tâm để so sánh với Moser. Bộ máy. Như đã nói ở trên, mặt đáy của chiếc Edmonds được làm từ kính sapphire và người dùng có thể quan sát bộ máy cơ khí bên trong. Đặc biệt hơn, đây còn là bộ máy lên cót tay nên khung cảnh sẽ rõ ràng, đẹp mắt hơn vì không bị router che lấp. Bộ máy của Edmonds được hoàn thiện thủ công với đầy đủ những kỹ thuật truyền thống của Thụy Sĩ và tất nhiên, tôi đánh giá cao việc này hơn một bộ máy sản xuất công nghiệp như Rolex. Ngược lại, tuy không được hoàn thiện quá tinh xảo, nhưng máy Calibre 3235 là một trong những bộ máy chính xác và ổn định bậc nhất trong giới đồng hồ. Rolex nổi tiếng về tính thực dụng, về độ bền và độ chính xác nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đeo hàng ngày mà không lo ngại gì. Cũng giống với ví dụ so sánh trên, nếu bạn là một người đơn giản và cần một chiếc đồng hồ tốt đeo hàng ngày, Rolex sẽ là lựa chọn đúng đắn. Còn nếu bạn là một người muốn sở hữu một chiếc The Red Swatch đặc biệt và đẹp mắt, chiếc Edmonds & Cie Venture thật sự phù hợp. Tổng kết. Ở bất cứ phân khúc nào từ trung cấp tới cao cấp, Rolex vẫn luôn là đối thủ đăng ký nhất mà các thương hiệu khác cần vượt qua. Cho dù có là tầm giá gần 1 tỷ, có nhiều người vẫn chọn Rolex thay vì các thương hiệu đại thụ như Vacheron Constantin hay Patek Philippe. Bởi vì sao? Lý do quan trọng nhất chính là bởi cái tên Rolex đã quá nổi tiếng. Việc lựa chọn Rolex không có gì sai, nhưng với tư cách người kinh doanh và đồng thời là người chơi đồng hồ, Gia Bảo Luxury muốn hướng các bạn tới những lựa chọn đặc biệt hơn, mang nhiều dấu ấn riêng.
Mong rằng với bài viết này, bạn sẽ có thêm những lựa chọn khác để đưa thêm vào bộ sưu tập của mình. Và cũng đừng quên ấn nút subscribe kênh Đảm Bảo Luxury để cập nhật thêm những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.